Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Cao Bác. Hôm nay em sẽ review chi tiết cho anh em bản mới nhất hiện tại, bản H10 Ultra anh em nhé. Đây là bản H10 Ultra. Bản H10 Ultra thì có một thiết kế bên ngoài hộp, nó sẽ thiết kế hình hộp dài anh em nhé, hình hộp dài này, hộp dài hơn GS8 một tí. Tiếp theo đó bên trong của nó đây, bốn cạnh của nó này được bọc siêu hết anh em nhé. Bản mới thì bọc siêu. Bên đằng sau ghi thông tin chi tiết này, H10 Ultra này, 45mm này. Đây là UPC, đây là số series của con H10 Ultra anh em nhé. Đếp là năm sản xuất của nó là năm 2022 này. Bên ngoài ghi smartwatch này, Ultra này, 45mm và sport band dây đeo silicone anh em nhé, và bản GPS đấy. Được sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Model máy là A2498 này. Bên dưới này nó ghi dòng thông tin chi tiết của máy, nhưng viết là một tiếng Anh em nhé. Kết nối Bluetooth này, hỗ trợ đo nhịp tim này và các thao tác khác anh em nhé. Bây giờ em sẽ đi vào review chi tiết của nó này. Đây, để mở hộp anh em mở hộp này nhá, em mở hộp bằng dòng này. Đấy, bóc lớp siêu bên ngoài nó ra này. Đây, bóc lớp siêu ngoài nhá. Lớp siêu ngoài nó ra này. Anh em mở dưới này. Đấy, dưới nó có một quyển sách hướng dẫn sử dụng này anh em nhé. Sách hướng dẫn sử dụng này, ghi thông tin này, Watt Ultra bên ngoài ghi H10 Ultra này, bản Super Version này, H10 Ultra hỗ trợ, con này hỗ trợ từ Bluetooth 3.0 và 4.0 em nhé. Hỗ trợ Bluetooth 3.0 4.0, kết nối được từ Android 5.0 và iOS đấy 8.0 đấy, hỗ trợ app. Màu của nó là màu gold nhé anh em nhé. Nhưng mà hiện màu này nó ghi cái colo là gold này. Trọng lượng 50g, kích thước là 45mm anh em nhé. Size của nó là 1.91 inch. Bên trong của nó ghi biểu tượng này, các biểu tượng của mặt đồng hồ này, Bluetooth này, khóa mật khẩu này, chế độ không làm phiền này, tắt chuông này, chỉnh ánh sáng và giao diện này. Đây là các tùy chỉnh của nó, tùy chỉnh giao diện của nó này. Cũng có đờ rau, cũng có nút xoay này, núm xoay này. Đấy. Hỗ trợ con này lắp được dây thay dây thoải mái anh nhé. App thì nó là app Fit này, và con này hỗ trợ sạc không dây. Bên trong hộp của nó có một đôi dây vải như thế này. Đấy, dây vải này nó ghi là 42-44mm, đôi dây vải này hơi màu vàng vàng và trắng, một bên cạnh là xanh. Con này hỗ trợ sạc không dây đây. Đây là sạc không dây của nó đây anh em nhé. Đấy, đây là sạc không dây của nó này. Còn đây là em đồng hồ của chúng ta. Đây là đồng hồ chúng ta được bọc ngoài siêu ni lông này. Ngoài siêu ni lông rất đẹp luôn anh em nhé. Còn bên trong của nó như này, em bóc nước siêu ra. Bóc lớp siêu ra. Anh em kích hoạt để em sử dụng được đồng hồ, anh em kích hoạt nhấn nút này nhá, nhấn nút rèm bên cạnh, nhấn rèm giữ một tí này. Máy báo hello, rung rung nhẹ nhá, nó rung nhẹ một tí nhá là nó khởi động. Như thế này là xong rồi, khởi động này. Đây các mặt bắt phay của đồng hồ này. Đấy, đây núm xoay như này em nhá, núm xoay của nó vẫn thiết kế dạng Ultra luôn. Nó cái núm xoay nó sẽ được làm hơi gọn gọn vào bên trong một tí, và bên để cho cái dải hình room này nó ra ngoài một tí này. Bên cạnh này vẫn là một dải loa này, đằng sau mặt như thế này ghi smartwatch Ultra này. Sở mặt bắt Ultra nhé, 45mm này. Có GPS LTE này, 4 chống được 40mm này. Nhưng các chỉ số này chỉ là tham khảo với anh em nhé. Đây, chốt dây dùng được anh em nhé, không phải chốt giả nhé. Con này thiết kế theo kiểu cảm biến, theo kiểu dạng cảm biến tròn anh em nhé, tròn bên trong này. Bên cạnh này nó sẽ có một nút như này, nút này xem sử dụng được không anh em. Nút này nó vào app, nút này để hỗ trợ vào app kết nối hoặc là ra giao diện, hai giao diện này anh em nhé. Đấy. Bên cạnh thì nó là có một cái dải loa chùm, nhưng mà mình thấy là nó thiết kế theo kiểu bốn loa dọc thôi. Còn ba cái loa bên cạnh này thì này, nó lại đóng kín. Đấy, đóng kín, con này là đóng kín. Rồi, bây giờ mình sẽ hỗ trợ anh em cách kết nối con đồng hồ này. Đây, để lắp dây. Để lắp dây thì anh em mở cái dây này ra. Mở cái dây ra nhé. Dây này là dây vải anh em nhé. Con này là chỉ là hỗ trợ dây vải thôi. Mình bóc cái dây này ra nhé. Sau đó anh em lắp vào đầu nào cũng được. Cái dây vải này không quan trọng, chỉ anh em hướng cái đầu này nó ra ngoài được này. Lắp này. Anh em đẩy nhẹ phát này, nắp dây rất dễ dàng thôi, nó dễ hơn các con khác. Và tiếp theo là anh em đẩy nhẹ này, đẩy hơi nhẹ phát nó vào này, nó kêu, nó hơi kêu cạch phát này là được anh em nhé. Như thế này là mình đã lắp xong rồi nhá. Đây là cái mặt bắt phay của đồng hồ của nó. Nói chung là con Ultra thiết kế khá đẹp, nhưng mà nó 45mm thì nó cũng không to quá, không đến nỗi to quá, nó nhỏ, nó phù hợp với cho các anh em tay nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách kết nối con đồng hồ H10 Ultra này. Để mà kết nối được con đồng hồ H10 Ultra thì anh em vào trong phần Apple Store này, anh em bật cho mình cái app gọi là Qi Fit em nhé. Qi Fit, anh em gọi cho Qi Fit đây. Đấy. Sau đó anh em hiện cái biểu tượng này, anh em ấn mở nhé. Sau đó anh em vào thêm thiết bị này, ấn OK này. Bật Bluetooth, anh em sẽ bật Bluetooth ở trên phần này lên. Đây em bật Bluetooth ở trên đồng hồ điện thoại lên nhé. Bật lên đây. Sau đó anh em vào phần này, thêm thiết bị này. Anh em nhìn chiếc H10 Ultra chưa? Anh em ấn vào kết nối này. Kết nối này thì nó sẽ báo là như này. Rồi
em chờ một tí nào đồng bộ hóa nhá, ghép đôi đi, ghép đôi này, cho phép anh em nhé. Đấy. Ok đấy, như thế này là anh em kết nối xong này. Bây giờ mình chỉnh sang đây, sử dụng đồng hồ này thì khi mà anh em sử dụng, anh em muốn vào giao diện tổ ong thì anh em nhấn một lần nút xoay này để vào giao diện tổ ong. Đây là giao diện tổ ong của đồng hồ anh em nhé. Đồng hồ thì vẫn hỗ trợ cho anh em là theo dõi sức khỏe này, theo dõi sức khỏe này, nghe gọi hai chiều này, có nâng cổ tay sáng màn hình, em bật chỉnh ở đây nhé, chỉnh tắt hoặc bật ở đây, bật hoặc tắt này. Thứ hai là có chế độ bấm giờ này, trò chơi này, đây là trò chơi bắn gà hay bắn cá, chế độ chơi máy bay ở trên đây nhé em nhé. Tiếp theo là có lịch cho anh em này, lịch hiển thị thông tin chi tiết như này, lịch cụ thể này em nhé. Tiếp theo là các mặt bắt phây của đồng hồ đây em nhìn, có rất nhiều mặt bắt phây của đồng hồ này. Màn hình của nó khá là cân đối nhé, viền con này là viền phẳng nên là nhìn nó sẽ khác với bản thân 10 anh em nhé. Đấy. Tiếp theo là nhấn nút này thì anh em nhấn nút này thì nó sẽ ra được cái chế độ tập luyện cho anh em, đi bộ, nhảy dây này, bóng rổ, bóng chuyền, các môn thể dục thể thao này, hỗ trợ này. Vuốt từ trên xuống dưới là đây là giao diện nhé, cái giao diện hình dọc của nó như này, đây giao diện hình dọc này, giao diện là hình dọc, còn đây là giao diện hình dọc như thế anh em nhé. Còn anh em muốn giao diện tổ ong thì em phải chỉnh vào đây, giao diện tổ ong, có định vị GPS này, cái kết nối ứng dụng này, có Instagram nhé, thông báo Instagram này, Facebook này, Map này, đầy đủ Twitter này. Đấy. Đầy đủ chi tiết SMS, WeChat anh em nhé, chỉnh được tiếng Việt đây, chỉnh tiếng Việt này, tiếng Việt có tiếng chế độ tiếng Việt này. Danh có danh bạ anh em nhé, có đồng bộ danh bạ, đo bước chân chạy nhắc nhở hồi lâu này, đo nhịp tim huyết áp này, chế độ kinh nguyệt con gái này, đây để bật sáng chế độ IOD anh em có thể bật điều chỉnh trực tiếp ở trên đây. Đấy. Đây anh em vào cái phần đồng hồ màn hình này, đấy bật đồng hồ, bật này, nó có chế độ con số con chó anh em nhé. Đấy. Bẻ tay tắt màn hình đấy anh em nhìn, khi bẻ tay tắt màn hình thì em có thể là bật tắt được màn hình, tắt màn hình đấy. Rất nhiều chế độ đồng hồ, nói chung là con này khá là mượt mà anh em nhé, tất cả các thao tác đa nhiệm đều mượt mà. Ok, con số này bẻ tay tắt màn hình ra con số này đấy. Rất đẹp xịn sò cho anh em nhé. Anh em có thể cài được mật khẩu đấy. Khóa màn anh em nhìn, đây là khóa màn này, mở khóa anh em cần để mở khóa, có trợ lý giọng nói này, rồi nhịp tim, bước chạy, thông báo tắt, chỉnh độ sáng màn hình trực tiếp ở trên đây là với độ sáng nét này, cực kỳ là sắc nét này. Để mà kết nối con này, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em kết nối con này nghe gọi nhé. Để kết nối nghe gọi được con này thì anh em vào phần bật nút ở trên điện thoại này, em vào bật nút em bật lên nhé. Xong rồi anh em bật cho mình một cái này, bật cái bật nút ở trên dưới bật B lên, thì anh em sẽ hiện ra phần là H10 Ultra Bluetooth này, thì anh em kết nối vào cho mình nhé. Kết nối cho mình như thế này là kết nối thành công rồi này. Đấy. Như thế này kết nối thành công rồi. Bây giờ mình sẽ thao tác gọi cho anh em á, gọi thao tác gọi cho anh em ở trên đồng hồ này. Anh em nhớ là phải bật lên 900 thao tác gọi này. Nhấn này. Đấy. Thì nó sẽ hiện quay số này. Nó hiện quay số này. 93 để báo mất máy, bấm 94. Loa to cho anh em. Đấy, loa nó to này. Đấy. Để nạp tiền vào tài khoản, quý khách vui lòng nhập mã số in trên thẻ cào. Xin cảm ơn. Đấy, loa này nó to, rất là to anh em nhé. Đấy. Đây mình phát một đoạn nhạc cho anh em. Phát một đoạn nhạc trên TikTok anh em nhé. Đấy. Chỉnh nhạc. Loa của con này nghe cực kỳ to, đã tai luôn anh em nhé. Các chế độ tập luyện đầy đủ cho anh em này, hỗ trợ này, thông báo tin nhắn cực kỳ nét nhé, không bị lỗi phông đâu anh em nhé. Đấy. Thông báo tin nhắn Facebook nó hiển thị cực kỳ chi tiết như thế cho anh em. Nói chung là để trong phân khúc mà tầm hơn 1 triệu một con đồng hồ như thế này, Ultra, một con Ultra thiết kế cực kỳ đẹp anh em nhé. Đấy. Ultra thiết kế cực đẹp, các người Ultra này. Đằng sau có chút thay dây này, thiết kế con này nó quá đỉnh luôn, cực đẹp luôn. Thời lượng pin trung bình mà theo mình đánh giá đeo liên tục cho anh em từ 1 đến 3 ngày anh em nhé, được từ 1 đến 3 ngày. Pin này nó nâng cấp hơn H10 của nó rất nhiều, trong này khá ngon trong phân khúc. Đấy. Trên đây là đánh giá của mình về con H10 Pro. Anh em cảm thấy hay thì anh em nhấn like và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn anh em nhiều.